Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng ngày 5 tháng 2, tức mùng 5 Tết, trong cái rét của miền Bắc, nhiều người dân đã vái vọng hoặc livestream lễ kỷ niệm 233 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa 1789-2022 từ phía ngoài hàng rào bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa, Hà Nội. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nghi lễ truyền thống như lễ dân hoa, dân hương, chúc văn tại tượng đài, đền thờ Hoàng đế Quang Trung, không đón tiếp du khách thập phương. Đến lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa từ năm 1995, cô Ngọc Tư, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội cho hay, năm nay bà con không được vào nên tôi đứng ngoài vái vọng vua Quang Trung. Tôi nghĩ lương tâm mình hướng về vua Quang Trung thì bản thân thanh thản, vui vẻ rồi. Không nhất thiết phải đến sát hay vào tận nơi vì dịch bệnh. Ngoài ra, thay vì tới Gò Đống Đa, nhiều người đã lựa chọn đến chùa Phúc Khánh, quận Đống Đa, để du xuân đầu năm, cầu mong vạn sự như ý. Dự kiến, số lượng du khách thập phương đến chùa Phúc Khánh sẽ tăng vào đại lễ cầu an, tổ chức vào ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tức ngày 14 tháng 2, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.